Mẫu này là mẫu đề mới mà mạnh luôn, anh em sử dụng gia đình hoặc là thợ là xài rất là ok. Đó là phan, rồi mẫu này giá rẻ, là giá nó hơi cao một xíu, cái này là giá rẻ nè, cho thích hợp với từng nhu cầu tài chính mỗi người. Nó có 3-4 loại luôn á anh em. Rồi đó là máy Milwaukee, máy Makita rồi nữa nha. Đó, những anh em xài phan bắn vít thì em sẽ review từng máy cho anh em mình xem và tham khảo trong video này ha. Rồi, đây là phan 950.000. Cái này anh em mình xem và tham khảo. Em có nhiều khách hàng, có khách hàng mua cái thân máy là vì đã có pin với sạc rồi thì chỉ cần mua thân máy về mình xài chung pin. Có những khách hàng mình chưa có gì hết, mình sẽ mua máy pin sạc nha. Dạ ok, vậy á. Rồi thì em sẽ báo giá từng loại thì cũng tùy theo khách hàng, có cần thêm cái món gì nữa thì cứ nhắn hỏi em nha. Rồi, đây là cái fan 950.000. Fan này hàng xuất Mỹ, có chứng nhận UL nha anh em. Mã là 2606-20. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Nó xài pin 18V. Cái này anh em xài pin 5 chấm hoặc là 2 chấm là ok lắm anh em. Hoặc là đóng pin xài cũng ngon nữa. Đó, cái này anh em xem và tham khảo ha. Đầu kẹp Autolock 13mm, giá chỉ có 950.000 thôi. Đó. Rồi cái này thì mạnh hơn một xíu nè. Cái này giá nó 1,5 triệu, nó gấp đôi. Tại vì máy này là máy có than nè, còn máy bên đây là máy không than. Cái này là đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, cấp độ số 1, số 2. Mạnh hơn máy này một xíu nha nè. Đó, tiếng máy chạy im hơn. Động cơ là không than ha. Đó, này xài pin 18V, 5.0 hoặc 2 chấm hoặc là đóng pin là xài được nha anh em. Đó, cái này giá là 1,5 triệu ha, giá 1,5 triệu một máy. Đó ơi, đến máy này thì là dòng này là dòng cao cấp nhất nè. Nó có tính năng là auto stop, chống giặt, bảo vệ cổ tay nha. Khi mà anh em đang khoan á, nó có bị kẹt mũi, nó giặt ngang cái nó ngắt á, là nó không có làm đau cái cổ tay của mình. Đó, giặt ngang là ngắt rất ok ha, quá ok luôn. Ngắt trái ngắt phải đều có hết nha anh em, rất đã. Này là động cơ không than, này là mẫu model cao nhất, mã là 2904-20, hàng xuất Mỹ, có chứng nhận COL hết nha nè. Nói mới 100% á, có mức giá là 2,6 triệu á, 2,6 triệu mới 100% ha. Lực mạnh là 158 newton nha nè. Đó, tem mát đồ đầy đủ, tem zin nó gì nè, nó số series mã là M64AF nha nè, sử số màu đỏ vậy ha. Xe pin 18V, có tính năng auto stop, anh em mình xem và tham khảo nha. Rồi, tiếp theo mẫu này giá là 2,2 triệu. Máy này nó không có búa nha anh em. Máy 2904 nó có búa, này mã là 2903. Hàng xuất Mỹ, có chứng nhận UL và động cơ không than, lực mạnh 158 newton. Cái này cũng có chống giặt, bảo vệ cổ tay luôn. Đó, khoan mẫu này mới là chống giặt hết nha anh em. Quá ok ha, quá đã luôn. Giá 2,2 triệu à. Hả, 2,2 triệu. Còn cái này thì giá 1,9 triệu nè. Này giá 1,9 triệu nè. Cái này là nó mẫu đời cũ. Lực mạnh của nó là 135 newton nè. Cái này anh em xài gia đình đồ cũng rất ok. Nhưng mà đối với Milwaukee, anh em sử dụng khoan gỗ, phân sắt hoặc là phân tường đồ ngon lắm nha anh em. Đó, khoan là xài vừa ok lắm á. Đó, là những mẫu khoan. Còn đây là mẫu phiên bản đặc biệt. Cái này hàng để review test đây nè. Máy mạnh cực kỳ luôn á. Đây là hàng của DeWatt ha. Hàng DeWatt mã là DCD999. Thì hàng nhập Mỹ, hàng xuất Mỹ. Đầu kẹp Autolock 13mm. Cái này thì sẽ có combo máy pin sạc. Máy pin sạc thì giá khoảng 6 triệu mấy anh em. Nó là hàng nhập Mỹ á. Đây là Makita 40V, cái này thì giá là 3,2 triệu cho một cây fan này. Đầu kẹp Autolock 13mm. Đầu kẹp này là made in Japan nha anh em. Có 3 chức năng, có búa để phân tường, phân bê tông, bắn vít, phân gỗ, phân sắt. Mã là GBH01, hàng xuất Mỹ, có chứng nhận UL. Fan 40V, siêu đã luôn anh em. 40V mắc ha, cục pin này là 2.5A. Anh em có mua pin sạc là em có luôn nha. Siêu xịn luôn ha, quá đã.
cây này lực mạnh là 158 N, còn cây DWatt này là DCD999 này lực mạnh là 126 N. Vâng, đây là fan giá mềm anh em. Đó. Cái này giá 1,7 triệu à. Đây là cái fan giá rẻ luôn. Hàng được sản xuất ở Mexico, xuất Mỹ có chứng nhận UL. Fan này là sản xuất Mexico nha anh em thường sử dụng fan á, thì nó cũng ăn pin á. Anh em sử dụng pin 4.0 cho nó lâu hết pin nha anh em, hoặc là 5.0 hoặc là 6.0 ha, nó sẽ lâu hết pin. Còn anh em nào mà xài ít á thì xài pin 2. Là nó gọn cực kỳ luôn. Máy lộng cơ không than, 3 chức năng, có búa để phân tường pha bê tông luôn nha. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Này máy mới anh em ơi, máy mới nguyên hộp luôn á. À, giá là rất là im, giá chưa đến 2 triệu nữa, chỉ có 1,7 triệu à. Còn đây là cái máy của hãng LED nè. À, hàng LED công ty công nghệ của Đức nha anh em. Đó, bắn vít, phần gỗ, phần sắt, 3 chức năng, cái này có búa luôn. Động cơ là không than. Này anh em mua máy pin sạc ha, với mức giá chỉ có 3,5 triệu thôi. Mã là FX1251. Đó, cái này là xài gia đình rồi, tuyệt vời anh em. Đầu kẹp xịn sò lắm anh em ơi, Autolock 13mm lận á. Rồi, tiếp đến đây là cái máy cưa kiếm anh em. Máy cưa kiếm hàng mới nguyên hộp, mã là 2719-20. Cái này là động cơ không than, loại gọn cầm một tay ha. Cái này giá rồi cũng khá là yêu thương nha anh em. Đó, giá chỉ hơn 2 triệu một xíu thôi, hàng mới nguyên hộp, nguyên siêu, chưa khôi luôn anh em ơi. Anh em có cần mua cây này thì alo em ha. Đó, ơi, tiếp theo là những mẫu bắn vít ha. Đây là những mẫu bắn vít. Đây, em giới thiệu Milwaukee cho anh em xem dần qua ha. Đây là nhậu bắn vít, mẫu này giá 1,8 triệu. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, Mexico xuất Mỹ. Này là động cơ không than, lực mạnh 170 N. Xài pin 2.0 hoặc là 4.0 là ok lắm anh em. Bắn vít này lực mạnh á, mẫu đầy cũ lực yếu hơn mẫu đầy mới. Mẫu đầy mới hãng sản xuất ra cái vít này em thấy ok, lực mạnh và có chức năng bắn vít tự động rất là hiệu quả, thông minh luôn. Đó, ok, lực mạnh 170 N cho một cây máy 12V bằng lực của những cây máy 18V hãng khác đó anh em. Còn đây là cây này. Cây này là 2853, mức giá là 2 triệu cho một máy này. Động cơ không than 2853 nha anh em. Lực mạnh là 225 N. Cái này cũng là một thời rất là hot nha anh em. Đó. 2853 ha. Có 4 cấp độ để mình điều chỉnh lực luôn á. Xài pin 18V. Đó, pin 18V 5.0. Rồi, đây thì mẫu này là 2857, có 4 cấp độ số để mình điều chỉnh lực luôn. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL 2857 ha. Cái này thì với mức giá là 2,2 triệu. Bắn vít bây giờ giá cũng khá im nha anh em, giá cũng khá là im ha. Còn đây là bắn vít mà 2953 nha anh em, 2953 hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Cái này lực mạnh là 226 N, mẫu đầy mới luôn, có 3 đèn chiếu sáng mới nhất hiện tại nha anh em. Đó là dòng Gen 4. Gen 3 là mẫu đầy cũ ha. Gen 3 là mẫu này, mẫu này là mẫu Gen 3. Còn đây mẫu này là mẫu Gen 4. Anh em mình xem và tham khảo ha. Đó. Rồi, đây là mẫu khá là mạnh, lực mạnh 226 N, tua rất là nhanh, bắn vít rất là nhanh luôn anh em. Có 4 cấp độ điều chỉnh, có chế độ bắn vít tự động luôn ha. Rồi, mẫu này giá là 2,3 triệu thôi mấy anh trai em. Anh em xem mà tham khảo. Còn mẫu này thì giá 1,5 triệu. Lực mạnh 180 N, mã là 2850-20. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận COLOS luôn. Đó. Rồi, mẫu này là Makita. Makita được cái rất là im. Lực thì vừa phải, anh em sử dụng bắn ton đồ rất là trâu bò. Cái này là mã là Makita XDT16. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Xài pin pin zin hoặc pin đóng đều được nha anh em. Cái này giá chỉ có 2,2 triệu thôi anh em ơi. XDT16 và có 8 cấp độ để mình điều chỉnh lực luôn. Bấm nút điều chỉnh nhanh luôn nè ha. Rồi, đây là cây bắn vít LED. Cây bắn vít của hãng LED ha. Mất bó pin màu xanh nhìn dễ nhìn luôn. Pin mẫu mới PowerTech Lithium, pin dạng pin tinh thể lỏng nha anh em, 6.0 ampere nè.
anh em cần mua combo máy pin sạc thì tầm khoảng 6 triệu, còn mua thân máy thì khoảng 2,8 triệu cho một cây máy này. Có nút bấm tháo vít nhanh luôn nha anh em, bấm cái nó nảy ra nè, rút cái vít ra ha. Cái này lực mạnh nhất là 282 newton, trong hệ bắn vít nó mạnh nhất anh em, mã là FX1371A, có chế độ bắn vít tự động ngắt luôn ha. 5 cấp độ bắn vít rất mạnh mẽ luôn. Và anh em có nhu cầu xài máy Makita mà pin Miyuki thì là đây nha anh em, pin Miyuki xài qua một cái đế chuyển, mua đế chuyển này 200.000. Đây là con chiên bắn vít SDT16 hàng xuất Mỹ có chứng nhận OL. Đây là dòng 40V, dòng 40V của Makita, mã là GVT01 hàng xuất Mỹ có chứng nhận COL. Lực mạnh tối đa là 220 newton, có 8 cấp độ điều chỉnh lực nha anh em, xài pin 40V max 2.5A luôn ha. Con này là siêu đỉnh ha, nó là dòng cao cấp của Makita. Lực rất mạnh. Còn cái này là tương đương với 172, cò rất là mịn, rất là nhẹ luôn, mã là SDT19 hàng xuất cho thị trường Mỹ anh em, tặng là 8 cấp độ điều chỉnh lực. Bắn vít của Makita 8 cấp độ chỉnh lực thôi anh em, quá xịn sò luôn ha. Rồi anh em mình xem mà tham khảo. Đây thì có mẫu cưa lọng, máy cưa lọng gỗ, lọng sắt thì anh em chọn mẫu này xài ha, giá rất là rẻ, giá chỉ khoảng là 2,2 triệu thôi. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận COL hết nha anh em, mã là 2737-20 ha, xài pin 18V. Còn đây là máy mài, máy cắt cầm tay ha, mẫu này là động cơ không than, có driver setup dừng ngay lập tức, còn bóp bên dưới luôn, cái này là siêu mạnh luôn á anh em, với mức giá chỉ có 2,5 triệu thôi. Còn trên đây là cây máy cắt sắt sử dụng đĩa hợp kim 135mm, đó, cắt sắt độ sâu được khoảng 5cm, xài pin 18V, với mức giá là 4,8 triệu. Còn đây là mẫu máy mài máy cắt của Makita, mẫu xài đĩa X-Lock 125, sẽ được kèm theo một đĩa cắt và một đĩa mài trong hộp nha anh em, hàng mới nguyên hộp ha, hàng xuất Mỹ có chứng nhận OL, Makita XAG25, mẫu này xài pin 18V nha anh em, 18V pin zin hoặc pin đóng đều được ha, với mức giá chỉ có 2 triệu đồng thôi, 2 triệu một máy anh em, cái này giá rất là rẻ luôn. Bên đây thì sẽ có cái mẫu này, mẫu này là công tắc đẩy phía bên trên, tắc đẩy ngang hông, tắc đẩy ngang hông, hàng ra bữa xì tớp dừng ngay lập tức ha, mẫu này là động cơ không than luôn em, xài pin 18V. Mẫu máy mài máy cắt cầm tay anh em mình xem và tham khảo ha. Rồi tiếp theo đến với những dòng máy bắn bu lông nha anh em, dòng máy bắn bu lông rồi luôn ha. Cái này thì giá rẻ luôn, giá chỉ có 1,9 triệu, 339 newton, đầu 3/8, đầu 1/2 thì giá cao hơn nha anh em. Còn cây này thì giá là 2,4 triệu, mã là 2960-20, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, đầu 3/8 nha anh em, 3/8 giá nó khá là rẻ, nó không có thông dụng cho nên giá nó rẻ ha. Đó như vậy. Còn đây là đầu 1/2, đầu 1/2 lực mạnh là 881 newton, hàng thông dụng nha anh em, cái hàng này là rất là thông dụng ha. Đó, rồi bà làm xe máy bắn xe du lịch đồ rất là ok. Cái này hàng chính hãng nha, mã là M18FMTEVK2F12, anh em mua combo máy pin sạc ha, với mức giá là cỡ 6,5 triệu. Đó, những mẫu thông dụng 881 newton. Rồi đây là dòng bu lông 1/2, bu lông này là 2767-20, lực là 1900 newton và 4 cấp độ để mình điều chỉnh lực luôn anh em. Với cây này hàng xe lướt nha, với mức giá là khoảng 3,5 triệu. Anh em xem mà tham khảo. Đây là bắn bu lông của Makita, cây này giá 2,9 triệu anh em, 7 cấp độ điều chỉnh lực, xài pin 18V, này nó là hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, mã là SVKT14, hàng xuất cho thị trường Mỹ nha anh em, đầu vuông 1/2, mẫu là động cơ không than, mẫu này ha, anh em xem,
Lực mạnh là 580 Newton nha Nam, 580 Newton ha. Rồi, Nam xem và tham khảo. Đây có những mẫu phan bê tông nha Nam, phan bê tông, phan động lực ha. Những mẫu này là mẫu siêu mạnh luôn. Lực mạnh là khoảng 4.5 joule và 6.2 joule ha. Rồi, máy cưa xích luôn em, máy cưa xích mini, làm dài 20cm luôn. À, máy bắn vít thạch cao, phan bê tông rồi ha. À, đây là sản phẩm đầu tiên. À, đây là cũng có khách hàng xài không dư lực mạnh quá. Anh ta làm việc nhôm mà con này mạnh và nặng, cần thanh lý lại cho anh em mà có sử dụng nhu cầu công việc hạng nặng thì chơi con này tuyệt vời anh em. Đây là hàng thanh lý, máy còn chạy rất im rất ấm. Rồi, máy này là mẫu chuyên bắn vít hàng của Đức, công nghệ cao nhất và dòng mã số là cao nhất luôn. Mã là FX1371A, vòng tua tối đa 4.000 vòng. Máy còn chạy rất im nha anh em. Này còn zin luôn á. Đây là pin là 5.0. Đó, còn báo đèn là 4 pin, pin này ok. Sạc là 220 nha anh em. Đó, này là hàng cũ ha. Hàng cũ cần thanh lý luôn. Anh em có nhu cầu muốn mua, quan tâm đến sản phẩm, nhu cầu muốn mua, alo em ha. Này có nút bấm tháo vít nhanh luôn anh em. Đó, tháo vít rất là ok. Máy rất mạnh. Và có 5 cấp độ để mình điều chỉnh lực nha anh em. 3 cấp số và 2 cấp về điều chỉnh bắn chế độ thông minh. Anh em xem có nhu cầu mua thì nhắn em ha. Rồi, đây là sản phẩm cần thanh lý, giá cực rẻ luôn anh em. Giá rẻ hơn máy mới khoảng 1-2 triệu á. Rồi, đến với đây là cái hàng chì xài pin 12V, hãng Milwaukee, xài pin 12V nha anh em, mã là 2488-20. Cái này giá 1.500.000. 1.500.000, hàng mới 100% còn nguyên dĩ luôn anh em ơi. Đây, cái này nó có để thằng thông tin thông số kỹ thuật ở đây anh em xem ạ. Đây. Đó, nóng maximum là 750F, là nó 398 độ. Công suất là 90W. À, từ lúc mà bật mở lên, thời gian nóng lên đó là khoảng 18 giây là nó sẽ nóng liền. Một cục pin 2 chấm là sẽ sử dụng được 45 phút. À, cân nặng là 200g. Quá nhẹ nhàng ha. Ok, anh em xem và tham khảo. Rồi, đến với bộ này anh em ơi. Bộ này là giá là 5.900.000. Sạc là 220 luôn nha anh em. Sạc này là công suất là 280W. Đấy, siêu nhanh luôn. Sạc những dòng pin power tắc lithium là dạng pin tinh thể lỏng. Đây là cây chiên bắn vít này, hàng mới nguyên hộp nguyên thùng nha anh em. Máy chạy cực im luôn. Và pin này là 6.0A, công suất là 1920W, power tắc lithium, pin dạng tinh thể lỏng. Và đây là công suất là 144W nha anh em. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, hàng của Đức ha. Đấy. Lực mạnh 282 Newton, chùm anh em. Làm chùm luôn á. Đây, cái này anh em mình xem và tham khảo. Đó, bắn siêu luôn. Cái này mà anh em sử dụng bắn ton nào bắn cỡ 2000 con vít ra anh em. Đó, nó sẽ rất là lâu hết pin so với cục pin cell pin bình thường dạng tinh thể lỏng, nó lâu hết và nó cung cấp cho máy chạy mạnh lắm. Rồi, đến với bộ này anh em ơi. Đến với bộ này là có túi sách luôn nha anh em. Giá là 2.800.000, một máy một pin một sạc. Sạc 12V 220 và đây là pin 4.0. Đó, 4.0 12V, mềm mới 100% nguyên bọc luôn. Ở đây là cây phan, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, sản xuất ở Mexico nha anh em. Mã là 3404-20, đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, động cơ không than, xài pin 12V, có búa để phân tường phan bê tông luôn á. 2.800.000, anh em xem mấy phù hợp, có nhu cầu muốn mua alo anh em ha. Rồi, đến với bộ này là bắn bu lông loại lớn mạnh, giá là 8.800.000 cho một máy một pin một sạc, hàng mới 100% nguyên thùng luôn nha anh em. Đây là cái bắn bu lông, lực mạnh là 2000 Newton, đầu 3/4, và máy có 4 cấp độ số để mình điều chỉnh lực. Và hàng này là hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng cho anh em. Mã là M18ONEFHIVK34. À, có quét mã vạch luôn, mã QR luôn. Này là xài pin 18V nha anh em. Và máy là động cơ là không than, lực mạnh là 2000 Newton. Hàng có T
tính năng là kết nối điện thoại với máy để cho mình khóa máy và điều chỉnh lực của máy luôn nha anh em. Máy cực mạnh, bắn ốc xe tải đồ ha, là ok lắm á. Bắn ốc máy đồ 8,8 triệu. Đây có kèm theo một cái móc treo luôn anh em ơi. Rồi anh em xem và tham khảo bộ này ha. Còn đây là cái chim bắn vít. Chim bắn vít cực mạnh, anh em có thể sử dụng một cái đầu chuyển từ vít sang qua đầu 1/2 để anh em bắn bù lông được luôn. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, mã là 2953-20. Cái này mức giá là 2,3 triệu anh em. Quá ok ha, quá gịch luôn. Rồi đó. Rồi tiếp đến thì bộ combo này anh em ơi, giá là 7,7 triệu. Combo M18 Gen 3 đặc biệt, có mức giá là 7,7 triệu, phù hợp lắm anh em. Rồi mã là 2996-22, có một cây phoang và một cây vấn vít, và pin là pin 5.0, mỗi máy là mỗi pin nha anh em. Máy có 3 cấp độ số 1, 2, 3, có tính năng chống giặt, bảo vệ cổ tay đó. Đó. Và đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, máy có búa và hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, động cơ là không than. Đây đó, máy lực mạnh 135 newton, có bát gắn mũi vít và móc treo luôn em, có tính năng là kết nối điện thoại với máy để cho mình phá máy và điều chỉnh lực của máy nha, và định vị biết máy đâu trên bản đồ. Đó, có anh em có thể chỉnh số lên nha em, chỉnh số nó sẽ chạy mạnh hơn. Số 2 nè, số 3 nè, đó nó có số mình bấm điều chỉnh luôn đó, số 1, 2, 3 đó. Chạy mạnh luôn rồi ha, quá đã luôn anh em ơi. Rồi cho một cây máy, và đây là máy bấm vít lực mạnh 225 newton, và xài pin 5.0 luôn. Đây là xài pin 5.0 ha. Rồi có gắn mũi vít nè, có 4 số để mình điều chỉnh lực luôn. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, động cơ là không than, và đây là chuyên bấm vít nha nè. Phàn như bắn vít ha, 226 newton, động cơ không than, sạc là sạc zin, sạc này cắm điện 220 xài nguyên thùng, 7,7 triệu nha anh em. Rồi cảm ơn anh em xem bộ này ha. Rồi tiếp theo là máy bắn bù lông, bộ này mức giá là 6,3 triệu. Đây là sạc zin cắm điện 220, pin là pin 5.0. còn đây là máy bù lông, đầu vuông 1/2, 3 đèn chiếu sáng, động cơ không than. Này là hàng chính hãng nha anh em, bảo hành 12 tháng cho anh em luôn. Mã là M18FMTIVK2F12, có mã vạch luôn, quét mã QR luôn. Đó, chét mã vạch luôn ha, và made in China nha. Cái này là có 4 cấp độ để mình điều chỉnh lực, xài pin 18V nha anh em, có một cái móc treo luôn ha. Máy mới 100%. Giá 6,3 triệu nha anh em, hàng mới 100%. Anh em có nhu cầu mua thì liên hệ đến em. Đến với bộ này là 4,7 triệu anh em ơi, sạc là sạc zin 220 luôn. Khoan này là khoan 3 chức năng, có tính năng chống giặt, bảo vệ cổ tay. Khoan giặt là ngắt liền anh em, anh em bắn vít hoặc khoan đồ nó có giặt nó ngắt liền, bảo vệ cổ tay của mình không có bị đau, giống như máy điện á. Máy điện là nó quay vòng tròn luôn á nè, rất là dữ dằn. Cái này lực mạnh 158 newton, có tích hợp là chống giặt cho nó an toàn ha anh em. 3 chức năng, có búa để phân tường pha mê tông, bắn vít, phan gỗ, phan sắt, đầu kẹp Autolock 13mm, động cơ không than, và mã là 2904-20. Đây là tem zin nha anh em, mã là M64AF ha, số seri chữ màu đỏ, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Siêu mạnh. Quá dữ nha, 4,7 triệu anh em ơi. Rồi, ở đây thì em có mấy cục pin. Này có về thêm hai cục nè, cục này 12.0 và pin 2. Đây pin 5.0 này là 800.000 một cục nha anh em. Đó. Lên đèn full luôn. Đây, pin Mỹ ha. Này pin zin. Đấy. Đây, hai cục anh em có nhu cầu mua alo em ha. Rồi, đây là pin 2 nha anh em. Pin 2 này hàng mới 100%, còn nguyên bọc luôn. Này, nguyên bọc luôn ha anh em. Này chưa sạc. Đó, có một cục pin là còn zin luôn, chưa cắm sạc lần nào. 600.000. 600.000 nha anh em. Đó.
Đây, anh em mua 2 cục thì 1.150.000 ha. 1.150.000 cho 2 cục. Ha, 2.0 là 600. 600 giá cũng quá im ha anh em. Còn đây là pin 12 chấm, pin lớn nhất luôn. 2.500.000 một cục ha. 2.500.000 một cục 12.0A. 4 đèn luôn. Xịn sò luôn ha anh em. Này hàng zin hết nha anh em, không có phải pin đóng nha. Còn một vỉ mũi vít nè. 150k cho một vỉ này. Đấy, anh em có nhu cầu mua alo em luôn ha. Rồi. Đây giới thiệu với anh em, đây là cái fan hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng nha anh em. Mã là M18FBD3, là fan 158 N, đầu kẹp Autolock 13mm. Này có kèm theo một cái bát gắn mũi vít nha anh em. Đó là chỉ là hàng FBD3 mới có nha. Đây là hàng sản xuất China, xuất cho thị trường châu Á ha. Động cơ không than. Cái này giá khoảng 3 triệu nha anh em. Còn đây là chiên bắn vít, ngậm vít chuẩn dài. Đây là ngậm vít chuẩn dài anh em. Hàng mã là M18FBD3. Rồi, made in China, xuất cho thị trường châu Á, có bát gắn mũi vít luôn. Anh em xem và tham khảo cái này. Lực mạnh là 226 N, động cơ không than, mẫu đời mới, 3 đèn chiếu sáng, bảo hành 12 tháng luôn. Cái này giá là khoảng 2.800.000, cái này 3 triệu. Rồi, đến với đây là cái đèn nha anh em. Đây là cái đèn này giá 1.500.000. Đây đèn hàng cũ. Hàng cũ á, gắn pin vô là xài anh em. Đây, để em gắn pin thử test cho anh em xem ha. Đây, gắn pin. Đó, đèn chiếu sáng như vậy. Đấy, đèn chiếu sáng 1.500.000 anh em ơi, hàng cũ à. Hàng cũ 1.500.000, anh em xem và tham khảo cái đèn này. À, đó, đèn nhỏ gọn ha. Anh em bật lên cái anh em để pha lúc cúp điện đồ rất là ok nha anh em. 1.500.000 á. Rồi, ok. Anh em xem video và tham khảo.